Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Alfonso Maria Ligori, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Chúng ta nhìn đến một mẫu gương tuyệt vời trong việc mục vụ, linh đạo và tinh thần của Ngài khi sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, cho chúng ta thấy hình ảnh của một vị mục tử biết đến với đoàn chiên. Và hình ảnh ấy không chỉ dừng lại ở những cộng đoàn mà có thể gọi là được hình thành hay là đã ổn định, nhưng Ngài vẫn đến và đặc biệt hướng đến những con người cần tìm thấy Thiên Chúa trong cuộc đời, những người nghèo khó về tin mừng, những người đau khổ vì tất cả những điều bất hạnh xảy ra trong thế giới. Và Ngài đem tin mừng đến để an ủi và đỡ nâng những người khốn cùng ấy. Ngày hôm nay khi chúng ta mừng kính Thánh Nhân, chúng ta cũng cầu xin cho chúng ta là những người Kitô hữu, là những người trong lòng giáo hội, chúng ta cũng biết đón nhận và tìm thấy Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi người. Và hơn nữa, chúng ta cũng qua linh đạo và tinh thần của dòng Chúa Cứu Thế, linh đạo ấy đã được thiết lập bởi Thánh Nhân và đồng thời cũng được lan tỏa với những người có cùng chí hướng. Chúng ta cùng cộng tác với tất cả những con người này để làm cho danh Chúa được rạng ngời qua việc loan báo tin mừng. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cũng hiệp ý với những ý nguyện. Cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Văn Hốt, Phêrô Nguyễn Đình Thu, Phêrô Tôn Thọ Phú nhân lễ dỗ, Anna Bành Thị Tư, Lucia Lê Thị Sang, Maria Nguyễn Thị Đào, Maria Nguyễn Thị Phương Thảo, Maria Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Ngô Thị Tấn Phương xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Một người xin ơn chữa lành cho chị Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cầu cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn. Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để cứu chuộc những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa hằng ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho giáo hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Kitô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương Thánh Giám mục Alfonso mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với Thánh Nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người là đấng hàng sông hàng trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách xuất hành. Bây giờ, ông Mô-sê lấy một chiếc lều và đem dựng cho mình bên ngoài trại, cách một quãng xa. Ông gọi lều ấy là lều hội ngộ. Ai thỉnh ý Đức Chúa thì ra lều hội ngộ. Ở ngoài trại, mỗi khi ông Mô-sê ra lều, toàn dân đứng lên, ai nấy đứng ở cửa lều mình và nhìn theo ông Mô-sê, cho đến khi ông vào trong lều. Mỗi khi ông Mô-sê vào trong lều, thì cột mây đáp xuống, đứng ở cửa lều,
và Đức Chúa đàm đạo với ông Môi-se. Khi thấy cột mây đứng ở cửa lều, toàn dân đứng dậy và ai nấy phủ phục ở cửa lều mình. Đức Chúa đàm đạo với ông Môi-se mặt giáp mặt như hai người bạn với nhau. Rồi ông Môi-se trở về trại, nhưng phụ tá của ông là chàng thanh niên Giô-sê, con ông Nun, thì cứ ở trong lều không rời khỏi đó. Đức Chúa đứng đó với ông, người xưng danh người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và sướng: Đức Chúa, Đức Chúa, Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Ông Môi-se vội vàng phục xuống đất thờ lạy và thưa: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin hãy tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Ông ở đó với Đức Chúa 40 ngày 40 đêm. Ông không uống và không ăn không uống, và ông viết trên những chiếc bia các điều khoản của giao ước, tức là thập điều. Đó là lời Chúa. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Chúa phân sự công minh, bên quyền lời những ai bị áp bức, mặc khải cho Môi-se biết đường lối của Người, cho con cái nhà Israel thấy những kỳ công Người thương hiện. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chăm dân và giàu tình thương, chẳng chan cư luôn luôn nhưng oan hờn mãi mãi. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người không cứ tội mà xét xử, không trả bao ta xưng với lỗi lầm. Như trời xanh cao, nhưng như trời xanh trời cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ Người cùng trời cao. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, như đông đoài ca xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm cùng Chúa cùng ném thật xa ta. Như người cha chan lòng thương con cái, Chúa cũng chan lòng thương kẻ kinh tôn. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lồng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi như thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.
Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe phần giải thích trong một trình thuật dụ ngôn gieo giống ở trong ruộng. Chúng ta nhớ lại phần trích đoạn trên. Người chủ của mảnh ruộng ấy gieo vào mảnh ruộng những hạt giống tốt nhất. Và lẽ tất nhiên, với kinh nghiệm của một người làm nghề nông, chắc chắn trước khi gieo, mảnh đất ấy đã được cày xới để cho nó có thể là tốt nhất. Và hạt giống được gieo xuống, người chủ không chỉ là hy vọng, nhưng chắc chắn rằng hạt giống ấy sẽ được nảy mầm, đâm chồi, nảy lộc, và nó còn được phát triển một cách tốt nhất, sự thuận tiện về mảnh đất màu mỡ ấy. Tuy nhiên, chúng ta thấy trong dụ ngôn này, khi người chủ trở về nhà thì kẻ thù của người chủ ấy đến để gieo vào mảnh ruộng ấy cỏ lùng. Và chúng ta để ý một chi tiết, người gieo vào trong mảnh ruộng ấy cỏ lùng và người ấy ra đi ngay. Cái sự ra đi ấy cho chúng ta những suy niệm đặc biệt. Thứ nhất, không phải chần chờ để có thể coi xem cái hạt cỏ đấy nó có mọc lên hay không. Điều thứ hai, người gieo cỏ lùng ấy khi gieo xong sẽ đi ngay, một sự giống như làm một cách gì đó lén lút. Nhưng cái điều quan trọng nằm ở chỗ là kẻ gieo cỏ lùng ấy, họ tin chắc rằng cỏ lùng sẽ mọc lên, và không chỉ mọc lên mà nó còn rất tốt nữa. Hình ảnh này cho chúng ta thấy điều gì? Phần giải thích chúng ta vừa nghe Đức Giê-xu nói với các môn đệ là cũng là lời nói với chúng ta và lời cảnh báo chúng ta. Người gieo hạt giống chính là Thiên Chúa, và kẻ thù gieo cỏ lùng chính là quỷ dữ. Mảnh đất ấy là tâm hồn của mỗi người, và hạt giống ấy có được nảy mầm hay không, lớn lên tốt hay không là do chính mảnh đất ấy. Cỏ lùng được gieo vào, đó chính là những thứ được gọi là thuộc trần gian hay thế gian, những thói hư tật xấu, những thứ phù phiếm, những thứ hấp dẫn con người để đi theo kẻ gieo cỏ lùng ấy. Và như con vừa thưa, kẻ gieo cỏ lùng họ tin chắc rằng cỏ lùng sẽ được mọc lên, và nó mọc lên rất tốt nữa là đằng khác. Vậy những gì mà chúng ta đang sống trong tư cách là con Thiên Chúa có phù hợp với cái mảnh đất mà nơi đó hạt giống, hạt lúa được gieo, hay cỏ lùng được gieo phát triển hơn, hay cây lúa phát triển hơn? Câu trả lời ở mỗi người chúng ta. Và lẽ tất nhiên, chúng ta sẽ nghe trong một dụ ngôn khác, và những người gọi là làm thợ của người chủ này đến thưa với ông chủ: xin ông chủ cho chúng tôi đến để làm sạch cỏ lùng trong ruộng. Nhưng ông chủ vẫn can ngăn. Ông chủ nói rằng: lỡ khi nhặt cỏ lùng, các ngươi làm bật luôn cái gốc rễ của cây lúa, và như vậy nó phí phạm, hay nói một cách nào đó là nó không đáng để làm bây giờ. Và thái độ đó là sự chờ đợi. Và chỉ đến khi mùa gặt đến, cỏ lùng cũng sẽ bị bứng gốc, lúa cũng sẽ được thu về. Và lúc bấy giờ người ta sẽ phân loại lúa và cỏ lùng. Cỏ lùng thì đem đi đốt, còn lúa thì cho vào kho lẫm. Vậy sự chờ đợi của Thiên Chúa cho chúng ta thấy ngày giờ rất dài
nhưng cũng không phải là ngắn. Cho chúng thời giờ rất dài nhưng không phải là mãi mãi, nó cũng rất là ngắn. Cho chúng ta thấy một thái độ luôn luôn phải sẵn sàng, cho chúng ta một thái độ luôn luôn phải tỉnh thức. Và hơn thế nữa, Ngài mời gọi chúng ta hãy làm cho mảnh đất ấy, làm cho cây lúa được phát sinh triển nở dồi dào, còn cỏ lùng hãy làm sạch nó trước khi quá muộn. Xin cho chúng ta trong đời sống của mình biết chọn lựa đâu là những hạt giống tốt để chúng ta có thể làm cho nó phát sinh, còn đâu là những cỏ lùng hãy làm cho nó trở nên chết khô chết héo trước khi thời hay giờ của Đức Chúa đến. Xin cho chúng ta trong sự chọn lựa tỉnh thức của mình, chúng ta hãy gắn kết cuộc đời của mỗi người chúng ta trong đường lối của Thiên Chúa, và qua đó đến ngày đến giờ mà con người đến, người sẽ đưa chúng ta vào trong kho lẫm của nước trời. Còn nếu chúng ta không tỉnh thức và chúng ta không làm cho cây lúa được phát sinh nảy nở, mà làm cho cỏ lùng lấn át đè bẹp chết những cây lúa ấy, chắc chắn ngày giờ sẽ đến, chúng ta sẽ bị quăng ra ngoài và bị thiêu đốt như những gì người ta vứt đi. Amen. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến của Thánh Thần. Như xưa Chúa đã ban cho Thánh An Phong Sô ơn cử hành các mầu nhiệm thanh, và nhờ đó mà hiến mình làm của lễ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ Thánh An Phong Sô, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài, Chúa cùng cô hội thánh, nhờ lời giảng dạy Chúa giao huân và nhờ lời cầu khấn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Thánh Giám mục Alphonso nên người trung thành rao giảng và phục vụ bí tích Thánh Thể. Xin ban cho chúng con biết năng tham dự bí tích này và nhờ đó mà không ngừng ngợi khen Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Chúng ta cùng làm tuần cửu nhật kính thánh Đa Minh. Hôm nay ngày thứ ba, xin mở trang 9. Lời Chúa. Trước hết, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khấn nguyện, nài vang, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua Chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. Đó là điều tốt đẹp và đẹp lòng Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Thật vậy,
chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Kitô Giêsu, đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Xin mời ngồi. Niệm, cha Đa Minh đã dành nhiều thời giờ để du thuyết khắp châu Âu. Trong các cuộc hành trình đó, cha luôn luôn đi với Thiên Chúa, người bạn đồng hành trung thành và luôn kề cận. Một đấng mà nếu không có người, sẽ không có chuyến đi nào thành công cả. Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên vạn nẻo đường, từ nơi này qua nơi kia, hay từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. Theo cái nhìn Kitô giáo, đời sống của chúng ta là cuộc hành hương với Chúa. Trong cuộc hành hương này, Thiên Chúa ở cùng chúng ta trong mọi khía cạnh của cuộc sống, dù cho dường như chúng ta rất trần tục và tầm thường. Mỗi bước đi, mỗi khoảnh khắc trên đường đời đều là một cơ hội để chúng ta bắt gặp Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta cách đặc biệt trong những công việc thường ngày. Giống như Đa Cha Đa Minh, chúng ta chỉ cần mời Thiên Chúa trở thành người bạn đường chung thủy mà thôi. Hãy nhớ lại những người bạn đã gặp gỡ, thời giờ bạn dành cho Chúa trong thời gian qua. Thiên Chúa hiện diện với bạn cách này qua những người và những sự kiện. Bạn có nhận thấy Thiên Chúa tham dự vào những sự kiện nhiều hơn bạn vẫn nghĩ không? Với một số người, Thiên Chúa giúp họ, họ sẵn sàng đón tiếp người khác với tấm lòng, sự tử tế và sự nhạy cảm. Với bạn, bạn có nghĩ Thiên Chúa hiện diện theo cách thế như vậy không? Thực hành giờ cầu nguyện hôm nay, nếu đang đi bộ hay lái xe, bạn hãy mời Chúa Giêsu làm bạn đồng hành với mình. Khi đi lại, hãy chỉ ra bất kỳ sự vật, sự việc nào khiến bạn thấy cảm kích: thiên nhiên, vẻ đẹp, những người thân thiện, và hãy tỏ lòng cảm kích ấy với Đức Kitô làm bạn đồng hành với mình. Còn nếu bạn là tại còn nếu hiện tại bạn đang trải qua những bước đầy khó khăn của cuộc đời, hãy tìm kiếm lời chỉ dẫn của Đức Kitô qua việc suy niệm những lời người trong Kinh Thánh. Tôi có lo lắng thái quá về cuộc sống của mình, tiền bạc, địa vị, gia đình, công việc. Tôi có tin tưởng nơi Đức Giêsu, đấng luôn đồng hành với tôi và nâng đỡ tôi trên vạn nẻo đường, trên mọi nẻo đường. Tôi có dám bước trên con đường người mời gọi tôi, vì Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Để đến với Chúa Cha, tôi có mở lòng ra để cho Chúa Thánh Thần tác động, hướng dẫn và canh tân hầu đổi mới con người tôi không? Xin cầu nguyện chung. Đại Thánh Đa Minh, chị Thánh nói với Chúa, tất cả hoạt động của cha đều nhằm vinh quang Thiên Chúa. Xin cha cầu cho chúng con được tinh thần cầu nguyện, kết hiệp trang trẻ với Chúa, và được ai nhiệt thành để nung nấu và thanh hóa cuộc đời của chúng con. Ôi ánh sáng soạn soi giáo hội, Thầy chân lý mở lối soi đường, Hồng Thiên nhẫn nại tòa hương, ngọc ngà khía tình nêu gương tinh rồng. Nước khôn ngoan thác dòng tuôn chảy, Chúa đã ban đầy dây nhưng không, giảng truyền ơn Chúa chi công, cho con hiệp với cộng đoàn phong nhân.
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha Thanh Đa Minh xin cầu cho chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã muốn chiếu soi hội Thánh Chúa nhờ công đức và giáo huấn của Thánh Đa Minh. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho hội Thánh không bao giờ thiếu những ơn trợ giúp của Chúa, ngay ở đời này và hằng được tiến chuyển trên đường thiêng liêng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.